Nay chúng ta Tôi đọc thắc tiếp phần mắc. dạy con làm giàu, chương 4, giá trị thứ hai giáo dục làm thay đổi cuộc đời. Hòa đọc tiếp. Hòa Đây, đọc tôi trước. xếp chương 4, giá trị thứ hai giáo dục làm thay đổi cuộc đời. Không phải về tiền, chúng tôi có chế độ đền bù tốt nhất. Tôi thường nghe câu này khi tìm hiểu về những công ty thiết bị mạng lưới khác nhau. Những người e ngại không chỉ cho tôi thấy những cơ hội kinh doanh, thường sẽ kể những câu chuyện về những người đã kiếm hàng trăm ngàn đô la hàng tháng như thế nào từ công việc kinh doanh này. Tôi cũng đã từng gặp những người thực sự kiếm được hàng trăm hàng ngàn đô la mỗi tháng từ công việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới, nên tôi không nghi ngờ khả năng kiếm được nhiều tiền của hình thức kinh doanh này. Đúng là sự cám dỗ của việc làm giàu đã kéo nhiều người vào công việc này. Tuy nhiên, tôi không đề cao việc tham gia kinh doanh tiếp thị mạng lưới chủ yếu vì tiền, không phải vì sản phẩm. Chúng tôi có những sản phẩm tốt nhất. Câu phát biểu về lợi ích này được nhấn mạnh nhiều thứ hai trong lần những lần tôi đi tham quan các công ty doanh nghiệp thị mạng lưới khác nhau. Cũng khá thú vị khi có những bài phát biểu về doanh số bán hàng của những công ty chú trọng đến sản phẩm lại dựa trên bằng chứng về những người thay đổi cuộc sống như thế nào. Có một lần, người sáng lập của một công ty kể cho tôi nghe việc cô đã sáng chế ra một loại thuốc bí mật để cứu người mẹ sắp chết ở Los. Sau một thời gian kiểm tra, tôi phát hiện ra mẹ cô chưa bao giờ được sống ở Los và sản phẩm mà cô ta nói. Cô ta đã phát minh ra xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở California chuyên cung cấp về những sản phẩm nhãn hiệu cá nhân cho nhiều công ty khác. Như đề cập lúc trước, có những người đàn ông giả dối và lừa bịp, và trong trường hợp này là người phụ nữ trong tất cả mọi ngành kinh doanh và nghề nghiệp. Công bằng mà nói, tôi đã thấy nhiều công ty tiếp thị mạng lưới có những sản phẩm rất tuyệt vời, và một vài trong số đó đến bây giờ tôi vẫn còn sử dụng. Vấn đề đưa ra ở chương trình này là mặc dù vấn đề lương bổng cao, sản phẩm tốt là điều quan trọng, nhưng đấy không phải là những khía cạnh quan trọng nhất của loại hình kinh doanh này mà chúng ta muốn đề cập. Nhiều hình thức kinh doanh để đạt lựa chọn. Trong quá trình quan sát các công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới khác nhau, tôi hết sức ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều những sản phẩm và dịch vụ khác nhau được phân phối thông qua mạng lưới tiếp thị. Công ty tiếp thị lưới mạng lưới đầu tiên tôi tiếp cận vào năm 1970 chính là công ty chuyên bán vitamin. Tôi thử dùng qua sản phẩm và công nhận chất lượng của nó rất tốt, và bây giờ tôi vẫn còn dùng đến. Càng tiếp cận, tôi nhận thấy những công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực sau: mỹ phẩm, những thực phẩm chăm sóc da và làm đẹp, dịch vụ điện thoại, dịch vụ sản, dịch vụ tài chính, bảo hiểm nhân thọ, tín dụng, dịch vụ pháp lý, phân phối thị trường internet, bán hàng hạ giá qua Carrot. Hầu hết các sản phẩm bán ở Rwanda hoặc mặt đều về sản phẩm về sức khỏe, vitamin và những sản phẩm dịch vụ liên quan đến sức khỏe khác, trang sức, dịch vụ về thuế, đồ chơi mang tính chất giáo dục. Danh sách này còn nhiều nữa, ít nhất là một lần một tháng, tôi lại nghe nói đến một công ty tiếp thị mạng lưới thông báo về việc cải tiến sản phẩm hoặc chế độ đền bù khác. Vấn đề tài chính là chế độ giáo dục. Lý do duy nhất khiến tôi giới thiệu hình thức kinh doanh tiếp thị mạng lưới này chính là hệ thống giáo dục của nó. Tôi đề nghị các bạn nên dành chút thời gian nhìn lại chế độ đền bù, sản phẩm và nghiêm túc nhìn vào nó, đạo đức của một công ty để biết công ty có thực sự quan tâm đến việc đào tạo và giáo dục bạn không. Điều này đòi hỏi thời gian hơn việc lắng nghe bài phát biểu 3 tiếng đồng hồ hay nhìn vào những quyển catalog sản phẩm đầy màu sắc hay người khác kiếm được bao nhiêu tiền. Để biết được nền giáo dục đó tốt ra sao, bạn thật sự nên tự mình đến những buổi hội thảo, những sự kiện giáo dục, đào tạo
Nếu thấy những gì trình bày trong bài phát biểu đầu tiên, bạn nên dành thêm chút thời gian gặp mặt người phụ trách công việc giáo dục và đào tạo đó. Nhưng hãy quan sát cẩn thận, bởi nhiều công ty tiếp thị mạng lưới tuyên bố họ có những kế hoạch giáo dục tuyệt vời. Nhưng tôi phát hiện ra rằng chỉ có một vài công ty là có hệ thống giáo dục tốt, đào tạo tốt. Ở một số công ty, nội dung đào tạo duy nhất là một danh sách giới thiệu, các tựa sách, rồi sau đó tập trung vào việc đào tạo kỹ năng, tuyển dụng bạn bè, gia đình và công việc kinh doanh này. Vì thế, hãy dành thời gian quan tâm, tìm hiểu thật kỹ, bởi có nhiều công ty thực sự có chế độ giảng dạy và đào tạo cực kỳ tốt. Mà theo ý tôi, đó là một vài trong số những khóa đào tạo về kinh nghiệm, kinh doanh thực tế tốt nhất mà tôi từng chứng kiến ở nhiều nơi. Bạn tìm được điều gì trong kế hoạch giáo dục này? Nếu đã đọc những quyển sách khác với tôi, bạn sẽ biết rằng tôi xuất thân từ gia đình hoàn toàn nhà giáo dục. Cha tôi là người đứng đầu hệ thống trường học của bang Hawaii. Mặc dù vậy, tôi không hề thích thú với hệ thống giáo dục truyền thống đó. Và cho dù tôi cũng được nhận vào học viện quân sự liên bang nổi tiếng ở New York và tốt nghiệp với bằng cử nhân khoa học, thế giới giáo dục truyền thống vẫn khiến tôi phát chán. Tôi cũng đã trải qua quá trình của một sinh viên và cũng tốt nghiệp, nhưng hầu như tôi không cảm nhận thách thức hay thích thú về những điều yêu cầu khi học. Sau khi tốt nghiệp, tôi tham gia Hải quân Mỹ và nhận đào tạo chương trình phi đội Hải quân Mỹ tại Venture Port Korea. Là một sinh viên phi công, tôi nhận thấy chương trình giáo dục này thật sự đầy thử thách và khiến tôi thích thú. Hầu hết chúng tôi đều nghe câu ví von thường được sử dụng thái quá, biến những chú tằm thành bươm bướm. Trong trường huấn luyện phi công này, họ làm đúng y chang vậy. Khi tôi bước chân vào trường, tôi đã là một sĩ quan với 4 năm đào tạo quân sự. Tuy nhiên, nhiều sinh viên vào trường đều là dân mới tốt nghiệp từ các trường đại học dân sự và giống y chang những con sâu bướm. Vì đang nhằm thời kỳ hẹp vip nên có một vài cá nhân trông rất dị dạng với những bộ quần áo quân sự, tóc dài, để râu và râu quai nón. Một vài người đi sang đan hơi hơn là đi giày, nhưng cũng đã sẵn sàng cho một chương trình giáo dục thay đổi cuộc sống. Nếu tồn tại qua đoạn huấn luyện 2 hoặc 3 năm sau, họ sẽ biến thành những con bướm chiến, những phi công sẵn sàng đặt lên vai những thử thách khắc nghiệt của một vài trong số những đường bay nguy hiểm nhất thế giới. Bộ phim Top Gun là diễn viên nổi tiếng Tom Cruise của thủ vai đề cập đến những vấn đề tốt đẹp nhất về sự kiện các chú sâu bướm được trường phi đội hàng hải Mỹ biến thành những con bướm. Tôi đang đóng quân tại San Diego, California, nơi trường Tom Cruise tọa lạc. Mặc dù tôi không đủ giỏi để được cân nhắc vào ngôi trường danh giá đó, nhưng nghị lực và sự tự tin thể hiện qua những phi công trong bộ phim là cái mà đa số chúng tôi cảm nhận được. Chúng tôi biến từ những chàng trai trẻ cộc cằn không biết lái máy bay thành những chàng trai trẻ được đào tạo, có kỹ thuật và đã sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần và tình cảm để đối đầu với những thử thách mà hầu hết mọi người đều tránh né. Điều mà tôi quan sát thấy nơi bản thân và những người bạn cùng học chính là điều tôi muốn nhắn nhủ khi đề cập đến sự giáo dục giúp thay đổi cuộc sống. Khi kết thúc khóa học, cuộc đời tôi không bao giờ còn như trước nữa. Tôi không còn giống như khi mới chân ướt chân ráo vào trường. Nhiều năm sau, thời gian học tập ở trường phi công và chiến đấu, nhiều người trong số những người bạn phi công của tôi đã trở nên rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Khi có dịp gặp mặt, chúng tôi đều công nhận khóa huấn luyện
ở trường phi công có ảnh hưởng rất lớn đến thành công của chúng tôi ngày hôm nay. Vì thế, khi đề cập đến nền giáo dục giúp thay đổi cuộc sống, tôi muốn nói đến một nền giáo dục đủ mạnh mẽ để biến một con tằm thành một chú bướm trưởng thành, quá trình mà thường được gọi là sự biến đổi bản chất. Khi đánh giá chương trình giảng dạy của một công ty tiếp thị mạng lưới, đó phải là một chương trình có khả năng tạo lên sự biến đổi lớn trong cuộc đời bạn. Nhưng có một điều tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn, không phải ai cũng qua được chương trình huấn luyện khi còn ở trường phi công. Trường học kinh doanh đời thực, một trong những điều hay nhất của trường đào tạo phi công là những người giảng dạy đều là những phi công đã từng trở về từ nhiều chiến trường. Khi nói chuyện với chúng tôi, họ nói từ những thực tế cuộc sống. Một trong những vấn đề tôi gặp phải với trường dạy học truyền thống chính là nhiều thầy cô không có kinh nghiệm kinh doanh thực tế. Nếu có đi chăng nữa thì đó cũng là kinh nghiệm của những nhân viên công ty, phần lớn là giám đốc cấp trung hơn là những người cập sáng lập công ty. Khi tham gia khóa học ở IPI ở Hawaii, tôi nhận ra rằng những kiến thức học được đều là lý thuyết quản trị hay lý thuyết kinh tế từ một vài nhà quản lý cấp trung làm việc tại những tập đoàn lớn. Nếu những người giảng dạy không có kinh nghiệm kinh doanh, thường họ là những người không bao giờ cúp học. Nói cách khác, họ đi học nhà trẻ từ 5 tuổi và rồi vẫn ở trong hệ thống trường học, cố gắng giảng dạy cho sinh viên về cuộc sống thực tế. Đối với tôi, hệ thống đó là một trò đùa. Lý do tôi học ở MBI vì muốn trở thành một nhà doanh nghiệp trẻ thay vì là nhân viên. Hầu hết các nhà quản lý cấp trung hay thầy cô giáo ở trường đều không có khái niệm bắt đầu xây dựng kinh doanh từ con số 0 như thế nào. Hầu hết đều không phải là những doanh nhân mà là nhân viên. Đa số đều không biết để tồn tại được trong thương trường cần phải có những kỹ năng kinh doanh nào, vì họ chưa bao giờ thực sự lăn lộn ngoài thực tế. Hầu hết khi rời khỏi tháp ngà trường học đều thẳng tiến đến tháp ngà ở những tập đoàn đa quốc gia. Họ bị ám ảnh bởi nghề nghiệp ổn định và những khoản thu nhập ổn định. Nói cách khác, hầu hết họ đều sở hữu một số lý thuyết kinh doanh hoàn hảo, nhưng rất ít người có những kỹ năng kinh doanh thực tế, những kỹ năng giúp họ tự xây dựng công ty, họ tự xây dựng công việc kinh doanh riêng và trở nên giàu có trên thương trường. Đa số họ đều không thể tồn tại được nếu không có những khoản thu nhập cố định. Họ được 9 tháng. Tôi từ bỏ chương trình học được 9 tháng. Tôi từ bỏ chương trình MBI. Đối với tôi, quay lại trường dạy kinh doanh truyền thống để lấy bằng MBI giống như việc quay trở lại trường của một con sâu bướm. Sau thời gian học phi công, tôi chỉ muốn được học tại trường kinh doanh có khả năng biến tôi thành con bướm. Năm 1974, sau khi rời khỏi đội phi công hàng hải, tôi tìm đến người cha giàu để tìm kiếm điều tôi cần. Trường dạy kinh doanh của người cha giàu là nơi tập trung vào những kỹ năng giúp làm giàu hơn là những lý thuyết dạy cách điều hành một công việc hay một nền kinh tế. Người cha giàu thường nói kỹ năng giúp con giàu chứ không phải lý thuyết. Kỹ năng giúp con giàu chứ không phải lý thuyết. Tôi có tiếc khi nghỉ học ngang, thỉnh thoảng cũng có nhưng xét ra tôi lại cùng hội cùng thuyền với nhân tài nghỉ học giữa chừng như Pogacar, Michael, Rell, Sittoy và Chitra. Những doanh nhân trẻ hồi trước như Thomas Edison và Henry Ford cũng nghỉ học giữa chừng. Tôi nghĩ rằng tất cả những nhà doanh nghiệp trẻ này đều nhận ra thế giới kinh doanh bên ngoài là một nơi lý thú để đạt được những kinh nghiệm kinh doanh thực tế. Những người đàn ông này đã trở thành những con bướm khổng lồ làm thay đổi mãi mãi thế giới kinh doanh.
Tuy nhiên, xin đừng hiểu sai ý tôi. Rất nhiều thông tin dạy trên trường nơi tôi học đều có giá trị cho bất kỳ ai làm kinh doanh. Tuy nhiên, trường học không dạy tôi những kỹ năng thực tế cần thiết để trở thành một doanh nhân. Thay vào đó, trường kinh doanh truyền thống lại dạy những kỹ năng trở thành một nhân viên. Không lâu sau, khi nghỉ học, tôi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh ví nylon vèo khèo với hơn 500 đại diện bán hàng trên thế giới. Ở tuổi 30, tôi đã làm 1 triệu phú, nhưng rồi công ty phá sản 2 năm sau đó. Mặc dù việc phá sản không là một kinh nghiệm dễ dàng chút nào, nhưng đó là một bài học tuyệt vời. Tôi học được rất nhiều trong 3 năm, không những về vấn đề kinh doanh mà còn về bản thân. Xây dựng và làm phá sản một doanh nghiệp hoàn toàn là một bài học không dựa trên lý thuyết kinh doanh. Đối với tôi, đó là bài học vô giá khiến tôi giàu có một cách thực sự. Nhưng quan trọng hơn cả, đó là một bài học giúp tôi tự do. Tôi không mong đợi một sự giảng dạy có thể biến tôi thành chú tầm chuyên tìm việc với tấm bằng IBM. Sau lần phá sản đó, người cha giàu nói với tôi, tiền bạc và thành công làm con ngạo mạn và ngu xuẩn. Bây giờ với cái nghèo và tình trạng không còn gì, con sẽ lại tiếp tục học hỏi. Lý do tôi đặt tựa sách này, trường dạy kinh doanh cho những người giúp đỡ người khác, là bởi vì đó là điều mà nhiều công ty tiếp thị mạng lưới đang làm. Đấy là những trường kinh doanh dạy những kỹ năng kinh doanh thực tế cho một doanh nhân trẻ, hơn là những kỹ năng của một nhân viên muốn trở thành là quản lý cấp trung với mức lương cao của tập đoàn quốc tế. Khi tham gia những buổi huấn luyện của một vài công ty tiếp thị mạng lưới, tôi có dịp gặp gỡ các nhà lãnh đạo, những người làm chủ việc kinh doanh thực tế trên thế giới khởi nghiệp từ con số 0. Nhiều người là những nhà giáo tuyệt vời vì họ giảng dạy từ kinh nghiệm chứ không phải từ lý thuyết. Tham gia nhiều buổi hội thảo, ngồi phía hàng khán giả mà tôi không ngừng gật đầu đồng ý với những buổi trao đổi thẳng thắn về những kỹ năng giúp bạn tồn tại ở thế giới kinh doanh thực sự. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, những nhà lãnh đạo này không chỉ giảng dạy những kỹ năng thực tế mà còn dạy chúng ta thái độ, tinh thần và tình cảm cần thiết để thành công trong thế giới này. Kiến thức mà tôi nhận được thấy qua một vài buổi hội thảo là vô giá, hoàn toàn vô giá, đặc biệt đối với những ai muốn chuyển mình thành những chú bướm tinh nhuệ. Thường sau một buổi hội thảo, tôi hay nói chuyện với những người hướng dẫn. Tôi rất ngạc nhiên về chuyện họ kiếm được nhiều tiền như thế nào, không từ những công việc kinh doanh của họ, mà còn từ những lần đầu tư khác. Một vài người còn kiếm được nhiều hơn xa những giám đốc điều hành hàng ngàn đầu của những tập đoàn châu Mỹ. Chắc chắn họ kiếm được nhiều tiền hơn những giảng viên giảng dạy trong những trường dạy kinh doanh truyền thống. Tuy nhiên, còn có những điều đáng ghi nhận khác về những giảng viên này. Mặc dù rất giàu và có không cần phải dạy học, nhưng họ lại có một niềm đam mê giảng dạy giúp đỡ những người khác. Một lý do cho những đam mê này chính là hình thức kinh doanh tiếp thị mạng lưới hình thành dựa trên những nhà lãnh đạo luôn muốn kéo người khác đến. Trong khi một công ty truyền thống hay kinh doanh thuộc chính phủ thường dựa trên việc đề bạt một vài người và làm cho đa số mọi người còn lại hài lòng với khoản tiền vừa đủ kiếm được, những giảng viên trong thế giới tiếp thị mạng lưới không nói nếu anh làm việc không tốt anh sẽ bị mất việc. Thay vào đó, họ lại nói rằng hãy để tôi giúp anh hoàn thành công việc này tốt hơn. Họ còn nói rằng anh muốn học bao lâu cũng được, ngay khi anh không muốn học tôi sẽ vẫn luôn bên anh, tôi sẽ luôn ở bên anh hướng dẫn anh. Chúng ta cùng ở trên một con thuyền. Đối với tôi, đó là loại hình giáo dục mà tôi mong muốn. Vì thế, khi bạn muốn kiếm những con người hàng đầu, những con người thành công trong công ty tiếp thị mạng lưới, hãy tự hỏi bản thân mình có muốn học hỏi từ họ hay không. Một vài trong số môn học, những môn học thực tế quan trọng mà các công ty tiếp thị mạng lưới dạy là thái độ với thành công, kỹ năng lãnh đạo,
kỹ năng giao tiếp, kỹ năng con người, vượt qua sợ hãi cá nhân, nghi ngờ và sự thiếu tự tin, vượt qua nỗi sợ hãi bị từ chối, kỹ năng quản lý tiền bạc, kỹ năng đầu tư, kỹ năng giải trình, kỹ năng quản lý, đặt ra mục tiêu, cách ăn mặc, tạo sự thành công. Những người thành công mà tôi gặp trong lĩnh vực kinh doanh tiếp thị mạng lưới đã phát triển những kỹ năng này từ các chương trình đào tạo tiếp thị mạng lưới, dù cho bạn có đạt vị trí hàng đầu trong hệ thống tiếp thị mạng lưới hay có kiếm được nhiều tiền hay không, thì khóa đào tạo này cũng có ích cho cuộc sống đời thường, cuộc sống đời của bạn. Nếu chương trình giảng dạy thật sự tốt, cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện tốt hơn và có lẽ là mãi mãi. Giáo dục làm thay đổi cuộc đời là gì? Biểu đồ kim tự tháp học tập trang 76 nhằm giải thích cái mà tôi gọi là giáo dục mang tính thay đổi cuộc đời. Đây là một tứ diện, có nghĩa là một khối đa diện có bốn mặt, được nhiều người biết đến như là một kim tự tháp, mà những kim tự tháp Ai Cập thì tồn tại hàng thế kỷ. Nói cách khác, khối tứ diện hay kim tự tháp là những cấu trúc rất vững chắc trong nhiều thế kỷ. Các học giả tin rằng quy luật vũ trụ hay thiên nhiên vận hành chung quanh bốn số con bốn số, và trong trường hợp này là bốn cạnh. Điều này lý giải tại sao có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Với những người nghiên cứu thiên tinh học, có bốn nguyên tố chính, đó là đất, không khí, lửa và nước. Khi tôi nói đến nền giáo dục mang tính thay đổi cả cuộc đời, sự thay đổi một lần nữa lại xuất hiện với con số 4. Nói một cách khác, để giáo dục làm thay đổi cuộc đời thành thật sự, nó cần phải có đầy đủ 4 yếu tố của kim tự tháp: học, trí tuệ, cảm xúc, thể chất và tinh thần. Vâng, em mời sếp tiếp theo đọc nhé. Cho Mai đọc tiếp. Ok sếp. Giáo dục trí tuệ. Giáo dục truyền thống chủ yếu chú trọng vào giáo dục trí tuệ. Nó dạy chúng ta những kỹ năng như đọc, viết và tính toán. Những kỹ năng vốn rất quan trọng. Chúng thường được gọi là kỹ năng nhận thức cơ bản. Điều mà bản thân tôi không thích nền giáo dục này vì sự thiếu quan tâm đến mặt xúc cảm, thể chất và tinh thần của sự giáo dục. Giáo dục xúc cảm. Một trong những phàn nàn của tôi về giáo dục truyền thống chính là việc nó làm tăng nỗi sợ hãi, cụ thể hơn là nỗi sợ về việc phạm lỗi, dẫn đến nỗi sợ bị thi rớt. Thay vì truyền cảm hứng học tập cho tôi, các thầy cô đem nỗi ám ảnh thi rớt để động viên, đại loại như nếu em không đạt điểm tốt, em không thể kiếm được việc có lương cao. Thêm nữa, khi học ở trường, tôi thường bị phạt khi phạm lỗi. Ở trường tôi học được cảm giác sợ hãi xét về mặt tình cảm khi phạm lỗi. Nhưng vấn đề là ngoài thực tế, những người đi tiên phong và thành công là những người mắc nhiều lỗi nhất và biết rút ra bài học từ đó. Người cha nghèo, một giáo viên cho rằng phạm lỗi là một cái tội. Ngược lại, người cha giàu lại nói rằng phạm lỗi là con đường chúng ta phải trải qua để học hỏi. Chúng ta học đi xe đạp bằng cách té lên té xuống, rồi lại leo lên nhiều lần. Lỗi nếu có, chỉ là khi ta phạm lỗi mà không rút ra được bài học gì. Người cha giàu giải thích tiếp, lý do mà nhiều người nói dối sau khi phạm lỗi là vì về mặt tình cảm, họ sợ phải thừa nhận chuyện đó. Chính vì thế, họ đánh mất đi cơ hội học hỏi và phát triển. Phạm lỗi, thừa nhận nó mà không đổ lỗi cho bản thân hay người khác hay biện hộ là cách mà chúng ta nên học hỏi. Phạm lỗi mà không thừa nhận mà còn đổ lỗi cho người khác là một cái tội. Gần đây chúng ta được biết cựu tổng thống Mỹ có những quan hệ tình cảm ngoài vợ ngoài chồng. Theo tôi, việc tồi tệ hơn việc quan hệ tình cảm đó chính là ông đã nói dối về vụ việc khi bị phát hiện. Nói dối không những thể hiện một nhân cách kém mà còn phí phạm một cơ hội rút ra một bài học quý giá. Trong thế giới kinh doanh truyền thống, thái độ đối với lỗi lầm biểu hiện rất rõ. Trong thế giới này, khi phạm lỗi, bạn thường bị cho thôi việc hay bị phạt. Trong thế giới tiếp thị mạng lưới, bạn được khuyến khích học hỏi thông qua những lỗi phạm phải, sửa chữa lỗi lầm và trở nên thông minh hơn cả về trí tuệ và cả xúc cảm. Trong thời gian tôi học bán hàng ở công ty, những người bán hàng nào
không đạt chỉ tiêu đều bị cho thôi việc. Nói cách khác, chúng ta đang sống trong thế giới sợ hãi, khuyết điểm, chứ không phải là học hỏi. Đó là lý do tại sao nhiều người trong thế giới các công ty vẫn chỉ là những chú bướm. Làm sao chúng ta có thể bay được khi sống trong một tổ kén công ty bị trói chặt bởi nỗi sợ mắc khuyết điểm? Trong thế giới tiếp thị mạng lưới, người lãnh đạo chú ý làm việc với những người không làm việc tốt để khuyến khích họ tiến lên, chứ không phải để sa thải họ. Có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ biết chạy xe đạp nếu như bạn bị phạt khi bị té xe. Tôi thành công hơn nhiều người về mặt tài chính, không phải vì tôi giỏi giang hơn họ, mà bởi vì tôi gặp nhiều thất bại hơn họ. Nói cách khác, tôi đi lên nhờ phạm lỗi nhiều. Trong tiếp thị mạng lưới, bạn được khuyến khích phạm lỗi, sửa sai, rút ra kinh nghiệm và phát triển. Đối với tôi, đó là giáo dục làm thay đổi cuộc đời. Khi thoát khỏi nỗi sợ hãi, bạn mới có thể cất cánh bay. Nếu bạn là người lo sợ phạm lỗi và thua cuộc, thì tôi tin kinh doanh tiếp thị mạng lưới với chương trình đào tạo học, đào tạo tốt cực kỳ thích hợp cho bạn. Tôi từng chứng kiến những chương trình đào tạo tiếp thị mạng lưới giúp xây dựng và phục hồi sự tự tin vào bản thân như thế nào. Và một khi bạn đã tự tin, cuộc sống bạn sẽ thay đổi mãi mãi. Giáo dục thể chất. Nói đơn giản, người sợ phạm lỗi thường không học hỏi được nhiều vì họ không làm nhiều. Hầu hết mọi người biết rằng học cũng là một quá trình rèn luyện thể chất giống như quá trình trí tuệ. Đọc viết là những quá trình rèn luyện thân thể cũng giống như chơi tennis. Nếu bạn có điều kiện biết tất cả mọi câu trả lời đúng và không phạm lỗi, nhưng cơ hội, những quá trình giáo dục sẽ bị cản trở. Làm sao bạn có thể tiến bộ hơn nếu như bạn biết tất cả mọi câu trả lời mà lại sợ hãi không dám làm gì hết? Những công ty tiếp thị mạng lưới mà tôi nghiên cứu đều khuyến khích giáo dục để về giáo dục thể chất nhiều như trí tuệ. Họ khuyến khích bạn ra ngoài và đối diện với nỗi sợ hãi bằng cách hành động, phạm lỗi, rút ra kinh nghiệm và trở nên mạnh mẽ hơn về trí tuệ, tình cảm và thể chất từ quá trình đó. Giáo dục truyền thống khuyến khích bạn học những sự kiện và dạy bạn về mặt cảm xúc, sợ hãi việc phạm lỗi, điều làm bạn thụt lùi phía sau. Sống trong môi trường sợ hãi, phạm lỗi là không lành mạnh cả về trí tuệ, tình cảm, thể chất và tài chính. Như nói ở trên, tôi có nhiều tiền hơn không phải vì tôi giỏi hơn về mặt học vấn, mà vì tôi phạm lỗi nhiều hơn, biết nhận lỗi và rút ra bài học từ đó, rồi tôi lại tiếp tục phạm lỗi. Và tôi luôn mong phạm thêm lỗi vào nào đó trong tương lai. Trong khi nhiều người cố gắng làm việc chăm chỉ để không phạm thêm lỗi nào trong tương lai, điều đó cũng lý giải tại sao chúng ta có những tương lai khác nhau. Bạn không thể thay đổi tương lai nếu như bạn không sẵn sàng thử thách những cái mới và chấp nhận rủi ro phạm lỗi và rút ra bài học từ đó. Những công ty tiếp thị mạng lưới tốt nhất khuyến khích người của họ học thêm cái gì mới một cách trí tuệ, hành động, phạm lỗi, học hỏi, sửa chữa và lặp lại quy trình đó. Đó chính là hình thức giáo dục thực tế cuộc sống. Nếu bạn sợ hãi, sợ phạm lỗi nhưng cũng ý thức rằng bạn cần phải tiến hành một số thay đổi trong cuộc sống, thì một chương trình tiếp thị mạng lưới tốt nhất sẽ là một chương trình phát triển cá nhân dài hạn tốt nhất cho bạn. Một công ty tiếp thị mạng lưới tốt sẽ luôn cầm tay và hướng dẫn bạn đến một cuộc sống biết vượt lên nỗi sợ hãi và thua cuộc. Ngoài ra, nếu bạn không muốn được cầm tay, họ sẽ không làm điều đó. Người ta nói rằng nếu muốn thay đổi thành hành động một người, hãy thay đổi suy nghĩ của họ. Gần đây, có nhiều người tán thành quan điểm nếu muốn thay đổi suy nghĩ của họ, đầu tiên hãy thay đổi hành động của họ. Điều tuyệt vời của kinh doanh tiếp thị mạng lưới là nó tập trung vào cả hai, suy nghĩ và hành động của bạn. Vấn đề đối với hệ thống giáo dục truyền thống là chúng ta sẽ phạt bạn khi bạn làm sai, thay vì sửa sai giúp bạn. Giáo dục tinh thần. Đầu tiên, tôi thấy nên giải thích quan điểm của tôi trước đề tài thường, nóng hổi và tình cảm này. Tôi sử dụng từ tinh thần thay vì từ tôn giáo vì những lý do cụ thể. Cũng như việc có những công ty tiếp thị mạng lưới tốt và những công ty tiếp thị không tốt. Theo ý tôi, cũng sẽ có những tổ chức tôn giáo tốt và những tổ chức không tốt. Nói một cách cụ thể, tôi từng thấy có những tổ chức tôn giáo giúp củng cố con người về mặt tinh thần, nhưng cũng có những tổ chức làm tinh thần con người yếu đi. Vì vậy, khi để tiếp cận
đề cập đến giáo dục tinh thần, nó có thể không bao gồm tôn giáo. Khi tôi nói đến giáo dục tinh thần, tôi không ám chỉ đến một giáo phái nào hết. Lý do tôi thận trọng về vấn đề này vì tôi được dạy ngay từ khi còn nhỏ, không bao giờ thảo luận về tôn giáo, chính trị, giới tính và tiền bạc. Hơn nữa, tôi đồng ý với câu phát biểu này vì đề tài này hay thay đổi và mang cảm xúc xúc cảm cao. Tôi không có ý định làm khó chịu cảm xúc hay niềm tin của ai, nhưng tôi muốn ủng hộ quyền tự do chọn lựa của các bạn vượt ra ngoài giới hạn con người. Chiến tranh là một sự kiện kinh khủng, nó khiến những con người này làm những điều kinh khủng với những người con người khác. Nhưng cũng chính trong chiến tranh, tôi cũng đã thấy được phần tốt nhất của con người. Chính ở đó tôi nhận ra rằng sức mạnh con người vượt xa khỏi giới hạn của mình, và hơn thế nữa, tất cả chúng ta đều có sức mạnh, tôi biết các bạn cũng có nó. Tin tốt lành rằng không phải ở trong cuộc chiến các bạn mới chứng kiến sức mạnh này. Một ngày nọ, khi chứng kiến cảnh những chàng trai và cô gái trẻ bị khiếm khuyết về cơ thể tinh thần, đó trong tôi trỗi dậy. Khi chứng kiến những con người trẻ, một số người khiếm khuyết chân chạy đua với những chân đôi chân giả, chạy với tất cả trái tim và tâm hồn, tinh thần đó lại nhói lên trong tim tôi. Nước mắt tôi trào ra khi tôi chứng kiến cảnh một cô gái trẻ mất một chân chạy đua với tất cả con tim. Tôi có thể thấy được sự đau đớn trên gương mặt cô gây ra bởi cái chân giả, nhưng cái đau về thể xác không thể sánh bằng sức mạnh tinh thần của cô. Mặc dù cô không thắng trong cuộc đua, nhưng cô đã chiến thắng trong trái tim tôi. Cô đã làm bừng lên tâm hồn cao thượng và nhắc nhở về điều mà tôi đã lãng quên. Giây phút đó tôi nhận ra rằng những con người trẻ này đang kể cho tất cả chúng ta như cho chính bản thân họ. Chúng ta thường thường được gợi nhớ đến tinh thần này trong những bộ phim, như trong phim Trái tim quả cảm, Mel Gibson đi tới đi lui trước nhóm người nông dân Scotland nghèo khổ, đang sợ hãi trước quân đội anh hùng mạnh trước mặt và hét lên: chúng có thể giết chúng ta, nhưng không thể lấy đi sự tự do. Đó là lời nói truyền đi từ tinh thần anh hùng đến tinh thần những người nông dân. Bằng cách đó, anh chế ngự được nỗi sợ hãi và nghi ngờ của tất cả mọi người do không được huấn luyện chiến đấu và vũ khí thô sơ. Anh châm ngòi cho tinh thần bất khuất bùng cháy và đánh bại đội quân mạnh nhất thế giới của lúc bấy giờ. Tôi cũng để ý thấy rằng những nhà lãnh đạo thành công trong tiếp thị mạng lưới đã được đào tạo khả năng kêu gọi tinh thần con người. Họ có khả năng chạm đến phần cao quý nhất tiềm ẩn trong mỗi người, đi theo sau và họ truyền cảm hứng để mọi người tiến lên, vượt lên giới hạn con người, nỗi sợ hãi và lo lắng. Đó chính là sức mạnh của nền giáo dục thay đổi con làm thay đổi con người. Người cha giàu thường nói với tôi, nhất là khi tôi bị phá sản, mất tự tin và phương hướng, có ba hạng người trong chúng ta: người giàu, người nghèo và người trung lưu. Công việc của con là tìm ra loại người nào xuất hiện. Người cha giàu cũng nói, thế giới kinh doanh và đầu tư tồn tại hai dạng cảm xúc, tham lam và sợ hãi. Lý do hầu hết mọi người không giàu không phải vì họ tham lam, mà vì họ sợ hãi. Nếu muốn làm giàu, các con cần phải vượt qua nỗi sợ hãi và vươn lên. Theo ý tôi, cách tốt nhất vượt qua nỗi sợ, lo sợ là phải luôn đánh thức tinh thần trỗi dậy. Và điều này chính là cái mà các công ty tiếp thị mạng lưới làm. Từ giáo dục có nghĩa là làm cho bộc lộ ra một trong những vấn đề tôi gặp phải với giáo dục truyền thống, chính là việc giáo dục đó được dựa trên nỗi lo sợ bị rớt thay vì dựa trên những thách thức học hỏi là những lỗi phạm phải. Theo tôi, giáo dục truyền thống được thiết kế để làm bộc lộ ra con người trung lưu trong chúng ta, người mà lúc nào cũng cảm thấy không an toàn, cần một công việc, lương tháng ổn định, sống trong nỗi sợ hãi, phạm lỗi và lo lắng về việc bạn mình sẽ nghĩ gì nếu mình làm khác họ. Lý do tôi ủng hộ hầu hết các công ty tiếp thị mạng lưới và đặt tên quyển sách này Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác là vì hình thức giáo dục ở công ty này giúp làm hiển lộ con người giàu trong mỗi chúng ta. Tôi không đánh giá cao sự giáo dục làm thay đổi cuộc đời. Tiện thể cũng xin trích
định nghĩa của tạp chí Forbes, người giàu là người kiếm từ 1 triệu đô la một năm trở lên, người nghèo là người kiếm ít hơn 25.000 đô la một năm. Câu hỏi không phải là bạn kiếm được bao nhiêu hôm nay, mà là công việc của bạn có huấn luyện bạn kiếm hơn 1 triệu đô la hay hơn mỗi năm không? 1 triệu đô la hay hơn mỗi năm không? Nếu không, bạn nên tìm một chương trình giảng dạy tốt hơn. Tóm tắt, khi công ty đầu tiên của tôi phá sản, công ty ní Nilong Vescro, người cha giàu chúc mừng tôi. Ông nói, con mới trả tiền cho một bài học đáng giá hàng triệu đô la. Con đang trên đường trở nên rất giàu có. Lý do hầu hết mọi người không bao giờ tìm thấy con người giàu có trong chính họ là vì con người nghèo lúc đó vẫn nghĩ rằng phạm lỗi thì thật tồi tệ. Theo tôi, sự khác biệt giữa những giá trị tìm thấy trong giáo dục truyền thống và giáo dục làm thay đổi cuộc đời chính là sự khác biệt giữa những giá trị của việc rút ra bài học từ những lỗi lầm với việc trách phạt người khác khi họ phạm lỗi, tạo nên giá trị của tinh thần con người, tinh thần đủ mạnh mẽ để vượt qua những thiếu thốn, năng lực, trí tuệ, tình cảm hay thể chất. Giá trị tiếp theo, người cha nghèo đánh giá cao công việc ổn định, người cha giàu đánh giá cao việc tự do về tài chính. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về giá trị của việc biến một người chuyên tìm kiếm công việc ổn định thành người tìm kiếm sự tự do tài chính. Nó bắt đầu bằng việc thay đổi những góc phần tư khác nhau. Nói cách khác, bạn sẽ nhận ra rằng tại sao thay đổi công việc không phải là thay đổi cuộc sống. Hết rồi. Okay. Xin cảm ơn Châu Mai rất là nhiều. Xin mời Châu Mai và Phạm Hòa phát biểu luôn nhé. Trong phần này thì hôm nay học vào trong phần này của chương trước nhất của em và thứ hai của phần Châu Mai đọc thì lại thông qua bài giảng của sếp Thảo hôm qua đó, em lại nhớ đến là ở đây thì họ nói vấn đề là chúng ta phải chọn những công ty nào mà có cái ngành giáo dục cho chúng ta phát triển trong ngành mạng lưới, đúng không ạ? Tức là ở đây và là nó phải giúp chúng ta là phát triển bản thân đó. Từ phát triển bản thân thì chúng ta sẽ nâng cao được rất là nhiều giá trị, và ở đây là có cái sự vấp ngã thì sẽ dẫn đến chút thành công. Với người cha nghèo nói là người cha nghèo và người cha giàu, ở đây hai ông thì lại có một cái nền giáo dục ngược lại hoàn toàn khác nhau, cũng giống như bố mẹ chúng ta thường nói là con phải đi học thì kiếm được cái bằng, nhưng mà khi mà chúng ta được vào trong cái hệ thống kinh doanh hiện tại bây giờ chúng ta đang ngồi cùng nhau ở đây thì lại họ những người từng trải thì bảo chúng ta rằng là cứ vấp ngã đi rồi sẽ đứng lên, và cứ ngã mình ngã đó ạ thì mình sẽ học hỏi được rất là nhiều. Ở đây có những sếp đang rất là thành công, ví dụ sếp Hồng ạ, từ những cái em còn không còn cái gì để mất nữa và cái mà khổ thì em mới biết được rằng là cái thành công, và mình đi tức là mình đang phải dấn thân vào trong, mình ứng vào sự kiện và mình tham gia vào trực tiếp ở những khóa học này, rồi những sự kiện của công ty này thì mình sẽ học và phát triển bản thân. Và từng những sự kiện đó, những người đi trước đã từng trải từ các tuyến trên cũng như là các anh chị em, các sếp mà đang thành công ở trong đây, họ sẽ dạy chúng ta biết rằng là làm thế nào để cho chúng ta làm đúng, và chúng ta ở trong cái hệ thống chung thì ở mạng với mạng thì chúng ta sẽ được học những cái mà ở ngoài chúng ta sẽ không được học đó. Và từ ở những công việc thì họ sẽ lấy những cái kinh nghiệm từ công việc họ truyền đạt, còn ở trong những cái ngành mà chúng ta làm ví dụ như sân bay hoặc là giáo viên thì họ sẽ cạnh tranh để đẩy nhau ra. Đó là cái điều mà bài ở bài học hôm nay cũng trong công việc của chúng ta. Em cảm ơn các sếp đã lắng nghe nhé. Cảm ơn Phạm Hòa rất là nhiều. Mời Châu Mai. Hôm nay cái chương này chuyên nói chung là nói về giáo dục đây, mình tâm đắc ở cái trang 65 á. Vấn đề chính là chế độ giáo dục. Lý do duy nhất khiến tôi giới thiệu hình thức kinh doanh tiếp thị mạng lưới này chính là hệ thống giáo dục của nó. Tôi đề nghị bạn nên dành chút thời gian nhìn lại chế độ đền bù sản phẩm và nghiêm túc nhìn vào rõ đạo đức của một công ty để biết công ty có thực sự quan tâm đến việc đào tạo và giáo dục bạn hay không.
Điều này đòi hỏi nhiều thời gian hơn việc lắng nghe bài phát biểu 3 tiếng đồng hồ thay hay nhìn vào những quyển catalog sản phẩm đầy màu sắc hay người khác kiếm được bao nhiêu tiền. Nên là mình ở trong cái với lại cái câu cuối cùng ấy, công việc của bạn có huấn luyện bạn kiếm hơn 1 triệu đô la hay hơn mỗi năm hay không? Nếu không bạn nên tìm một chương trình giảng dạy tốt hơn. Ở ở trong cái quyển sách này hoặc là mấy cái chương này nói về cái huấn luyện của người cha giàu dạy cho con á, người cha giàu dạy cho con là cách kinh doanh và phạm lỗi, mình phạm lỗi nhưng mà mình phạm lỗi mình phải biết, mình phải rút ra được một cái kinh nghiệm từ cái sai lầm đó là cái việc quan trọng khi trong cái việc kinh doanh. Còn người cha nghèo thì dạy con về cái sự gọi là luôn là ổn định và phải không được phạm lỗi trong trong bất cứ một cái công việc nào. Thì mọi người khi mà mình đi học ở trường học ấy, trường học thì thường là đúng là cái con người Việt Nam mình rất là thụ động, là vấn đề lý do là tại sao mình không có được vào thực tế, mình luôn học lý thuyết nhưng mà mình sai là mình không, như cái trường học mình sai là mình bị phạt đúng không mọi người, sai là bị phạt. Từ nhỏ trường học mình luôn có cái vấn đề học mà không thuộc bài hay là làm sai bài là bị cô đánh, nên là đứng lên là tâm lý là không được vững, là đứng lên là cho dù là biết là ngồi nó rất là rung ấy. Nên là người Việt Nam mình cảm nhận một điều cực kỳ rất là thụ động trong mọi công việc luôn. Và khi mình cảm nhận khi mà mình đi phát biểu ở ở đâu cả về thế giới hoặc là quốc tế, người Việt Nam mình luôn cực kỳ rất là thụ động, không dám nói ra những cái điều mà mình suy nghĩ. Người Việt Nam mình là vậy ấy. Tại vì mình đã từ nhỏ mình có cái tâm lý ở trong trường học, mình làm sai là mình bị lỗi. Khi mà mình đọc cái này mình cảm nhận được điều vậy. Còn như cái người châu Âu từ nhỏ họ cảm thấy cái tư duy của họ rồi là mở, vào cái trường học họ tự do phát biểu, họ tự do, nhưng chung là họ có nói sai hoặc là họ có học học không tốt hay nào, cô giáo vẫn rất rất là động viên. Là cái hình thức học ở ở trường ở Hàn Quốc á. Hàn Quốc hiện tại á, trong thời điểm hiện tại là bắt đầu từ năm ngoái là họ cũng học theo cái hình thức là tự do giống như là của Hà của Mỹ, là không bắt buộc con mình là phải học giỏi. Nhưng mà ở trong trường như hiện tại bây giờ họ không công khai hoặc là không thi luôn mọi người, không thi, họ không quan trọng về cái điểm của con mình nữa đấy, nhưng mà họ quan trọng về cái đạo đức, về cái con người đấy. Nên là mình cảm thấy cái điều đó nó cũng, nói chung là nó cũng hay. Tại vì khi mà trong một cái lớp học đó mà mình hồi nhỏ mọi người cảm nhận khi mà đọc đọc điểm ra cuối năm á, cuối năm điểm thi á, những người tự nhiên phát ra cho hơn điểm cao thì ông nói, những đứa mà điểm thấp là bắt đầu là bị tự ti, là không dám nói chuyện với bạn bè luôn, là cái vấn đề đó. Là trường học bây giờ họ khuyến khích là mình không nên tập trung quá về vấn đề về học lực nữa, mà họ tập trung về đạo đức á. Nên mình khi mình đọc qua cái chương này mình cảm thấy một cái điều đó làm cho con người mình tự tin hơn, cho dù là mình học kém hay là học giỏi ở trong 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 cái trường học. Mình xin hết. Cảm ơn Trọng Mai rất là nhiều. Trọng Mai là cũng đúng, ở bên Hàn Quốc này là cái chế độ giáo dục cũng đang thay đổi. Như bé Nhiêu Hiên đang học cấp 1, nên hiện tại cấp 1 thì mình biết rằng là không bao giờ đánh giá điểm cả. Chúng không, tức là bình thường bên Việt Nam mình 10 điểm, đúng không? Bên này là 100 điểm. Nhưng bây giờ không có đánh giá như vậy mà sẽ chỉ có làm bài thi, sau đó chỉ có đánh giá là giỏi, trung bình và cần nỗ lực. Chỉ có 3 phần đấy thôi, đánh dấu tròn vào, ví dụ như là làm xong cái bài thi đó sai đúng như nào thì không có chia điểm mà đánh giá cái theo phần đấy thôi, chứ còn không có đánh giá điểm. Như sếp Châu Mai nói là đánh giá điểm thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển của các em. Nên bây giờ là chế độ cũng thay đổi. Cảm ơn Châu Mai rất là nhiều. Xin mời Thanh Thảo phát biểu ý kiến nào. Cảm ơn anh sếp đã đọc sách nha. Thì phần cái chương này nó nói về rõ về những cái phần kinh doanh mà mình có thể mình chọn trong cuộc sống của mình ấy. Thì cái phần kinh doanh mạng với mạng này em thấy tuyệt vời nhất. Giúp đỡ cho những người họ không có cái gì cả, họ không có cả về kiến thức chẳng hạn, họ cũng thể đi lên từ bàn tay trắng có thể đi lên được. Em thấy đây là sân chơi rất là công bằng luôn. Và hay nhất cái câu là kỹ năng giúp con giàu chứ không phải là lý thuyết. Thì mình làm cái gì mình phải thực hành, mình khi mình học rồi mình phải hành ấy. Thì khi mình vấp ngã rồi thì mình mới thành công được. Càng nếu mà càng sợ vấp ngã, nếu mà mình sợ mình đứng dậy mình sẽ gãy chân ấy, mình không nhờ dám đứng dậy thì coi như là mình cũng là không biết đi rồi. Là cứ đứng dậy, cứ bước đi, cứ sai, càng sai càng tốt. Chỉ có những người sai thì họ mới có những kinh nghiệm thôi.
Thì em thấy là cái này là cái thực hành là rất là quan trọng luôn. Mình sợ tư vấn, mình cứ tư vấn. Sợ giảng, cứ sợ giảng, cứ giảng. Cái sợ cái gì làm cái đó. Thì nó sẽ riết, nó mới rèn luyện được. Chứ mình sợ thì không bao giờ làm được cả. Chúc các sẽ thành công. Cảm ơn Thanh Thảo rất là nhiều. Tức là mình làm 30% mình ghét như Soda vừa nói đúng không ạ? Mời Thu Hồng nè. Đợi mãi mới được kêu. Cảm ơn ai sếp đã đọc sách. Ở trong này em tâm đắc cái câu là bạn không thể thay đổi tương lai nếu bạn không sẵn sàng thử những cái mới và chấp nhận gũi go phạm lỗi và rút ra những bài học kinh nghiệm từ đó. Như em ngày xưa em mà không vào cái công ty này thì em cũng có một cái nỗi sợ từ lâu ở trong tư duy của mình là sợ thất bại, làm cái gì cũng sợ. Mình đầu tư vào xong rồi mình mất hết tiền rồi làm sao, cái kiểu như thế. Nhưng mà ở trong đây mình đầu tư rất là ít đúng không ạ? Nhưng mà không biết, mình không biết, mình nói là vào đây là sẽ đầu tư rất là nhiều nhưng mà mình thiếu kiến thức đi. Mình không biết, cứ cứ có cái nỗi sợ ở trong mình. Nếu mình làm thì mình mới biết được, sẵn sàng chấp nhận. Và mình có những cái tư duy ở đây nó có là người ta nói rằng nếu muốn thay đổi hành động một người hãy thay đổi tư duy của họ, hãy thay đổi suy nghĩ của họ. Thì mình thay đổi cái tư duy trước, mình thay đổi cái suy nghĩ mình trước, mình chấp nhận rủi ro thì mình sẽ có được những cái kiến thức hay là những cái kinh nghiệm để mình làm. Như ông cha nghèo ấy, thì ông nói là phạm lỗi là một cái tồi tệ đúng không ạ? Nhưng mà ở đây ông cha giàu ấy, thì ông nói phạm lỗi là những cái kinh nghiệm để mình rút ra những cái bài học rất là hay ở trong những cái cuốn sách này. Thì mình học từ những cái kinh nghiệm mà mình phạm lỗi, vấp ngã nhiều thì sẽ thành công. Rồi, cảm ơn các sếp, nhường lại cho các sếp khác nhé. Cảm ơn Thu Hồng. Mời Nga nào, đây bật mic mà đang định nói mà ta không cho nói ha. Hello, xin chào cả nhà. Cảm ơn hai sếp đã đọc sách nha. Chương hôm nay cũng hay quá. Vì mình tâm đắc nhất là cái giáo dục cảm xúc. Mà mình không thích là tại sao mình không, chắc là cái này là nó đưa cái giáo dục trí tuệ lên đầu là vì do là để nó lồng lèn cho trí tuệ cảm xúc và cho cái giáo dục cảm xúc. Vì từ ngày xưa đến giờ là thực ra là không phải là mọi người không biết là cái cảm xúc nó quan trọng, nhưng mà biết là nó quan trọng nhưng mà không biết thể hiện, không biết giảng ra nó bằng, không biết thể hiện nó ra bằng cách nào. Ngày xưa các ông ta hay có câu là cái gì nhỉ, trời đánh con tránh miếng ăn á, trong lúc ăn á, cái bữa ăn á, thì không nên là mắng con hoặc là mắng vợ hoặc là làm nói những cái vấn đề gì mà nó không, nó làm cho mình có cái cảm xúc không tốt. Thì vị với lại có một cái nữa là ngay tại buổi sáng á, khi mà cái cảm xúc của mình rất quan trọng, khi mà mình sáng ngủ dậy cái mình có một cái cảm xúc, một cái thể chất tốt á, một cái cảm xúc tốt á, thì nguyên một ngày đó mình cảm thấy là mình nhiều năng lượng, mình có thể làm được nhiều việc. Nhưng mà mình có một cái cảm xúc không tốt á, thì mình nghĩ là mình chả muốn làm cái gì luôn á. Thì mình thấy là cái cảm xúc ở đây á, họ nói là cũng có thể là rất chi là đúng. Và cái cảm xúc mà ở trường học với lại ở trường học truyền thống với lại cái môi trường học của cái ông người cha giàu này á, nó đúng có thể là nó khác thật, là vì do là ở trường học á, thì mình ngày xưa cũng vậy thôi, luôn luôn là không dám phát biểu tại vì mình sợ nói sai. Nhưng bây giờ mình mới biết được rằng là mỗi lần mình nói sai á, là có người khác sửa cho mình, thì là mình nhớ luôn ở trong đầu, mình không bị sai ở cái nỗi đó nữa. Nhưng mà ngày xưa mình đâu biết đâu, ngày xưa mình sợ, sợ bị phạt, sợ bị chép bài, sợ bị bạn chê cười thì mình không dám nói. Rồi ở trong trường dạy truyền thống thì thái độ đối với lỗi lầm được biểu hiện rất rõ. Trong thế giới này khi bạn phạm lỗi, bạn thường bị cho là bị cho thôi việc hay là bị phạt. Thế nhưng mà trong thế giới tiếp thị mạng lưới, bạn được khuyến khích học hỏi thông qua những phạm lỗi. Lỗi phạm phải sửa chữa lỗi lầm, trở nên thông minh hơn cả về mặt trí tuệ lẫn cảm xúc. Thì đấy là những cái mà điều mình tâm đắc ở trong cái chương này. Mình nhường lại
Cảm ơn Nga rất là nhiều. À, tại sao cái kim tự tháp này là để trí tuệ lên đầu, vì là khi mà chúng ta đọc cái phần đầu trí tuệ này chúng ta học ngay từ trường học phổ thông là người ta đã dạy cho mình về trí tuệ, nên là mình nghĩ rằng là chắc là để cái trí tuệ lên trên đầu. Cảm ơn Nga rất là nhiều. À, xin mời Hồng Nhan nào. Cảm ơn anh sẽ đọc sách. Em thì em thích cái chỗ này nè. Ở trang ở đoạn cuối của trang 65 ở một Chẳng cái cảnh 65 à? Ừ. Hồng Nhan nói không to lên một chút. nghe anh sếp Nó hơi nhỏ. em nói to chứ được chứ sếp. Ở một số công ty nội dung đào tạo duy nhất là một danh sách giới thiệu các tựa sách rồi sau đó tập trung vào việc đào tạo bạn kỹ năng tuyển dụng bạn bè gia đình và công việc kinh doanh này á. Em thích chỗ này nè, tại vì ngay bản thân em mà khi mình vào công ty á, mình không nghe là sếp nói to lắm mà Nó vợ. nhỏ quá. Ê em nói to lắm đấy Hơi chứ nhỏ. em nói to lắm rồi đấy chứ. Em tắt điện thoại đi, mở lại là được. Rồi em xíu nha. Ok, thế thì Hồng Nhan, trong khi Hồng Nhan tắt điện thoại mở lại thì muốn nghe của Hải Yến nào. Chị Hải Yến nào. Là mình vẫn có phần. Nói chung Không phát là được ạ. đời này sếp mà đã đọc sách cho team nghe và cảm ơn rất duyên đã cho mình cơ hội để phát biểu trong cái chương này. Thì thực ra trong chương này thì trong chương giáo dục làm thay đổi cuộc đời thì mình thấy tâm đắc là và mình luôn luôn vẫn thích cái ngành này, có nghĩa là ở trong này nó sẽ làm cho chúng ta là hoàn thiện của một con người, từ một người không có kiến thức nhưng mà nó sẽ đào tạo cho mình những cái thái độ để cho chúng ta thành công, giúp mình là học được những kỹ năng để mình có thể lãnh đạo và cho mình học thêm những cái kỹ năng để mình biết cách giao tiếp hơn. Và ở trong này nó là một loạt chương trình dạy miễn phí để cho chúng ta hoàn thiện của một con người thành công. Nên là mình tâm đắc và mình thích cái ngành kinh doanh này, nó là ở cái chỗ đó. Và cái ngành kinh doanh này với lại ngành kinh doanh truyền thống thì nó khác nhau ở cái là ngành kinh doanh truyền thống sai là bị loại, kém là bị bỏ. Thế nhưng ở trong ngành kinh doanh mạng lưới mạng này thì người ta lại luôn luôn chú trọng và tập trung vào với những người làm sai, những người hành động và những người mà dám làm, là từ những bậc lãnh đạo này, từ công ty này hay là từ những tuyến trên của mình này, luôn luôn đều dành tình cảm và ưu ái cho những bạn hành động sai và thường khích lệ các bạn ấy là để cho các bạn ấy làm được lại và bỏ đi được, bỏ qua được cái nỗi sợ hãi đó. Thì là Hải rất là tâm đắc cái chương này cũng như là cái ngành kinh doanh mạng lưới mạng này nó ở cái chỗ đó, có nghĩa là nó không tập trung vào cho một, nó không tập trung cho một ai, nhưng mà nó sẽ giúp cho những người mà từ con số 0 trở lên là sẽ là giàu có hơn, giàu có từ trí tuệ, giàu có từ kỹ năng và giàu có cả đến tiền bạc nữa. Nên là và tất cả như ngày xưa Hải Yến được so sánh là bởi ngày xưa bố mẹ mình ấy là một trong những gia đình là đã có người làm cho mình từ rất sớm. Thì ở cái chế độ đó, ở cái thời điểm đó thì càng nhiều nhân công thì mình lại càng giàu có. Nhưng với chế độ bây giờ của thế kỷ 21 này là càng có nhiều hội viên thì người đó lại là càng giàu có. Cũng như Kakao, những Naver, rồi là những trang mạng Google, rồi là Facebook. Đấy là những cái nơi mà nó cho mình cảm thấy cái sự so sánh của ngày xưa và bây giờ. Thế thì Hải Yến càng học thì càng cảm thấy là mình đang đi rất là đúng và muốn rằng là sẽ có nhiều người hiểu được rõ hơn là ngành kinh doanh mạng lưới mạng này là gì. Cảm ơn Hải Yến rất là nhiều. Cảm ơn chị Hải Yến rất là nhiều. À, xin mời Thu Hằng nào. Hồng Nhan nói được không? Hay Hồng Nhan nói trước được không? Thử xem nào. Ồ, được rồi. Nó bị gì không biết nữa. Em thì nói chắc em nói tiếp thêm cái phần của sếp Yến ấy.
Ở một số công ty thì mình vào thì chủ yếu là em phải làm cái này đạt năng suất, em phải làm cái kia nó có hiệu quả. Nhưng mà ở đây á, trước mắt các sếp ở đây á, khi em vào á, các sếp đều hướng cho là học trước rồi mới bắt đầu có kỹ năng, mình có còn có cái kiến thức rồi mình mới bắt đầu mình làm thì nó mới hiệu quả cao. Còn một số công ty nếu như mà vào á, là chăm chăm vào công việc đó thôi, mình làm phải có hiệu quả, mình phải làm nhanh, mình phải làm ra hiệu suất hoặc là phải bán hàng cho thật là nhanh, hiệu quả cao. Thì cái đó nếu như mà là em thì em chắc em bị đào thải nhanh lắm. Rất là dở cái phần đó. Nhưng mà em học thì em lại thích hơn. Giống như hôm qua Chấp Thảo có giảng cái về cách giao tiếp cũng thế. Em là một người rất là giỏi giao tiếp. Ở đây thì dạy tất cả đều đủ hết này, nào là giao tiếp, nào là phải đọc sách cho mở mở cái tư duy mình ra này. Đó. Thì hay là hôm nào mọi người thử đi, em có cái cách này nè. Mọi người thử giữa mọi người lấy hai cái thố nha. Ba mỗi bên đều ba giác cơm, mọi người một bên là lời khen, một bên là lời chê. Là mọi người sẽ sau một tuần hoặc là 2 tuần mọi người sẽ thấy được một bên được lời khen ấy, cái nắm móc nó lên rất là ít, nhưng mà cái bên mà mình những cái lời xấu, những cái lời mắng chửi ấy, nắm móc nó lên rất là nhiều. Em đã được học cái bài đó từ ở trường của con em về trà xin, nên là em cũng đã về thử rồi thì nó rất là hiệu quả về cái đó, nên là gần đây em không dùng những cái tiêu cực nó vào trong người nữa, em đều dùng xà xin hết. Cảm ơn Hồng Nhan rất là nhiều. Huyên cũng nghe cái phần đó rồi, và cũng có thay vì có thể làm cơm hoặc là cái cây cũng được, trồng một cái hai cái chậu cây nó cũng sẽ một cái cây, thì chúng ta luôn là sáng nào ra chúng ta cũng nói những lời tốt đẹp với cái cây đó, một cái cây nói thì chúng ta nói những lời xấu là nó cái cây mà nói lời xấu nó sẽ không phát triển hoặc là có thể là chết. Cái đấy cũng thấy rằng là nó cũng về cái phần giống như là phần tâm linh ấy. Gần giống như trong cái phần này. Mời chị Xu Hằng, chúng ta cũng sắp hết thời gian rồi, chúng ta nắng ngắn trong vòng 1 phút nhé. Xin chào các sếp, cảm ơn hai sếp đã đọc sếp. Thực ra là cái ngành kinh doanh mạng đến mạng mình thấy rất là thích, thì nó rất là mở, bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào, và đặc biệt là mình được học hỏi, được phát triển bản thân. Và giữa kinh doanh hệ thống và kinh doanh truyền thống, nó hai cái nó cũng trái ngược nhau. Mình thấy nó trái ngược nhau, kinh doanh truyền thống thì nó có một cái gì đó nó làm cho mình hay bị bó buộc, hoặc chẳng hạn như là ví dụ như ở kinh doanh mạng lưới mà tôi nghiên cứu là trang là đã khuyến trang 79 là nghiên cứu đều khuyến khích giáo dục thể chất nhiều như trí tuệ, họ khuyến khích bạn đúng rồi, bạn khuyến khích bạn ra ngoài đối diện với nỗi sợ hãi bằng cách hành động, phạm lỗi rút ra nhiều kinh nghiệm và trở nên mạnh mẽ hơn, trí tuệ hơn, tình cảm và thể chất về quá trình đó. Còn giáo dục truyền thống thì khuyến khuyến khích bạn học những sự kiện và dạy bạn về việc về mặt xúc cảm sợ hãi, việc phạm lỗi đều làm bạn thụt lùi phía sau, sống trong những môi trường sợ hãi. Phạm lỗi là không lành mạnh về trí tuệ, tình cảm, thể chất, tài chính. Nên là chúng ta là sai lầm là mình không, mình sợ mắc sai lầm, mình sợ lắp sai lầm mà mình không, mình sai lầm là lớn nhất là mình không phạm phải lỗi Đúng rồi, cảm ơn chị lầm. Hằng, công nhận vậy. Em cũng tiếp lời chị Hằng luôn, là em cũng giống chàng, em thích cái phần trang đầu, cái đầu trang 77 ấy, đó là chúng ta học lái xe đạp bằng cách té lên té xuống rồi lại đeo lên nhiều lần, lỗi nếu có chỉ là khi ta phạm lỗi mà không rút ra được bài học gì. Nghĩ đơn giản như vậy thôi thì là chúng ta đã áp dụng được ngay, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ sâu xa quá thì là chúng ta cứ sợ không. Và để kết thúc cái chương trình bình luận sách ngày hôm nay thì xin mời Soda ra phát biểu nhé. Em thì tất cả những ý hay cái sếp đã nói rồi thì em thấy vẫn tâm đắc cái câu mà trong Agile nhà mình vẫn hay nói, đầu vào là người bình thường mà đầu ra sẽ là thủ lĩnh, nếu như các bạn bám trụ ở trong đây và nghiêm túc với hệ thống của chúng ta. Chỉ chốt một câu lại như thế thì trong đây nó cũng ghi là không phải là một chú nhộng nữa, mà sẽ trở thành một con bướm, trở thành một con bướm bướm sau một quá trình huấn luyện, đúng không mọi người?
Thì trong cái công việc của chúng ta, nếu những ai mà nghiêm túc bám trụ với cái hệ thống ấy, thì sẽ thấy người đó trở thành một cái người thủ lĩnh thực thụ luôn. Em chưa nói đến cấp bậc nha. Chưa nói đến cấp bậc, nhưng mà từ cái tư duy cho đến cái hành động của họ, họ cũng trở thành thủ lĩnh. Đó, nhưng mà chỉ vào 2-3 hôm xong mà người ta nghỉ thì đấy không thể là gọi là một cái sự thay đổi được. Nhưng mà trong Asli thì đảm bảo một điều rằng nếu như bạn muốn trở thành thủ lĩnh thì chỉ cần bám trụ với cái hệ thống này thôi là bạn cũng đã có thể là trở thành một chú bơm bướm rồi. Không thành công được ở trong Asli nhưng mà đi ra ngoài đấy cũng là một trong những cái kinh nghiệm quá tuyệt vời để ứng dụng cho bất cứ một cái môi trường nào mà các bạn muốn áp dụng. Nên em thấy là cái lựa chọn của mình rất là tuyệt vời. Và Asli thì thêm một cái cơ hội nữa, hay nữa là ở trong đây chưa có ai là người thành công thực sự lớn cả, mà cũng chưa có ai là được đào tạo một cách bài bản trường lớp lớn cả, thì chị em mình được quyền thể hiện những cái đó. So với đi với những cái công ty lớn khác thì người thành công người ta đã có hết rồi, chị em mình không có quyền thể hiện. Ở trong đây bất cứ ai cũng được có quyền thể hiện và được quyền là người giáo dục giỏi. Nên là cái đấy là để cho chị em mình phấn đấu. Cảm ơn các sếp nhé. Cảm ơn Sô rất nhiều. Đây là cái cơ hội cho chúng ta đúng không ạ? Thể hiện. Rồi chúng ta chụp ảnh cái nào. Đã thả tim đi ạ. Thả tim nhé. Rồi, 2-3. Ok. Như là sếp Nga. Sếp Nga chưa ấy đúng không ạ? Chưa cầm được sách này. Điều viên có chụp lại không? Chụp lại cho em nhé. Ok. Đợi chút nhé. Rồi thả tim lại nào. Hai, ba. Ok, đẹp quá. Rồi chúng ta hôm nay Huyên nhắc trên phòng á, hôm nay chúng ta dùng thải độc gan nha. Cầm thải độc gan nào, chuẩn bị thải độc gan nào. Chuẩn bị hết chưa? Có thải độc gan uống à? Tối ngủ ngon đúng không ạ? Giờ sát vào màn hình nhé. Nga đâu? Ok, được rồi, đúng không ạ? Chúng ta thả cái tim nữa đi, em thấy tim đẹp quá, trời ơi. Thả tim nha. Rồi, chuẩn bị này. 2-3. Ok. Rồi. Ôi, sáng ngày ra cứ tim nó đẹp gì đâu ấy. Sao nó cứ bỏ hết cả một cái tóc. Bây giờ phân công đọc sách nhé, ngày mai Huyên muốn là mai là nghe Song Thảo đọc sách nào. Ai đồng ý kiến giơ tay nào. Em mới đọc mà. Cho các bạn khác đọc đi. Thảo đọc cũng nào. Chiến đọc được không? Hôm trước không phải em mới đọc mà thay ai đó. À thế à? Thế Chiến đọc được không? Chị đọc cho. Ừ. Chàng đọc đi. Chị đọc đi. Đọc đi. Thế thì để cho Hằng Mỹ Yến nhé. Ngày mai là chương chúng ta là sẽ là để